Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Chào tất cả mọi người, thì mình là Black Ca đến từ Grown Highness. Mình sinh năm 1997, là rapper đến từ Sài Gòn. Những người đã nghe rap của mình từ 11 năm trước sẽ biết mình là ai. Còn bây giờ chưa biết thì đây là lúc các bạn anh tìm hiểu về mình. Peace and love. À, thì là ngoài việc làm nhạc hip hop ra thì mình cũng có một số tiệm tóc là mình có cổ phần ở trong đó, nên là mấy anh em thường hay đè mình ra làm thực bạch, như là thử những kiểu tóc mới, cũng như là để xét coi là cái kiểu này có hợp với đầu của Black không, cũng như là mấy anh em cũng ủng hộ Black để mà tham gia cái rap Việt này. Thì cái may mắn là khi mình làm đầu này xong, mình thấy trên mạng cũng có một số bạn làm theo, đó là một cái điều may mắn của mình. Mình đã tham gia những cuộc thi rap với vai trò là thí sinh, chắc phải là trên 10 cuộc thi rồi. Nhưng mà mình nếu mà với vai trò là giám khảo chắc nhiều hơn. Thì mình nghĩ là cái chuyện mà những bạn mà coi mình là một đối thủ đáng gờm thì mình nghĩ đây là một cái điều khá là may mắn cho mình. Khi mà mình chưa xuất hiện, mọi người đã cảm thấy vậy, tức là mình phải có một gì đó nên show up cho mọi người coi. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, nhiều khi trên con đường chiến đấu mình đâu biết được gì sẽ xảy ra đâu, đúng không? Mình cứ chiến đấu hết mình và hãy dành cái điều tốt nhất dành cho bản thân mình, tại vì không có ai yêu chính mình bằng mình nữa. Bản thân Black Ca trước giờ trong cái rap, ngoài rap Việt, nói về Việt rap luôn á, thì bản thân mình chỉ luôn luôn muốn chiến thắng được chính mình thôi. Thì nếu mọi người đã theo dõi hành trình của project Black Ca từ những ngày đầu tiên sẽ thấy là mình đã có rất là nhiều sự thay đổi. Mình chỉ mong muốn là tham gia rap Việt để tiếp tục chiến thắng Black Ca của tầm cỡ 3-4 năm trước. Rồi nếu mà anh em nào biết thì mình cũng có khá bài rap lớp luôn á. Thì mấy bài đó thường là mọi người không có để ý lắm, hay sao mình cũng viết một bài lớp trên pin rồi luôn á. Nên là nếu mà nói về phần viết rap lớp á thì cũng tùy. Nếu mình cảm thấy lúc đó mình đang muốn yêu ai đó thì mình sẽ viết được bài lớp rất ok. Ây da, cái này thì chưa nha, mình cũng có học sơ sơ thôi. Nhưng mà mình đa phần là mình cũng chỉ vibing cho vui thôi ạ. Ngày xưa khi mình mới chơi rap thì mình dùng nhạc rap là một cái công cụ để xả stress, để xả những cái áp lực trong cuộc sống của mình. Nhưng mà dần già thì từ đam mê nó chuyển thành công việc, nhạc rap nó đã nuôi mình. Cho nên là mình bắt đầu mình muốn mang những cái thông điệp nó tốt hơn đến với cái cộng đồng này. Nhưng mình vẫn sẽ đảm bảo là giữ được cái bản chất ban đầu của mình, sẽ không có phải quá mức gì đó hoặc là quá ảnh hưởng tới cộng đồng này. Nhưng mà vừa giữ được cái bản chất của mình cũng như là cái màu nhạc mới của mình sẽ tươi trẻ và tích cực hơn. Mình muốn có thể liên tục ra nhạc không ngừng nghỉ. Tức là mình rất là mong muốn là trong tương lai sau khi tham gia rap Việt xong, mình có một cái nền tảng đủ đầy để cỡ một tháng mình ra một bài, chứ không phải chờ một năm mới ra 1-2-3 bài nữa. Cái lý do hồi nãy mà lý do mà Black chọn cái sample của bài Sài Gòn đẹp lắm á, để làm cái phiên bản remix của nó là bài Sài Gòn có em, đó là Black cũng cảm thấy là Sài Gòn của mình đẹp là vì có nhiều con người ở đây, có nhiều người mình yêu quý ở đây. Đó là lý do mà Sài Gòn đẹp. Từ những ngày đầu tiên mình tham gia cái rap Việt này, mình thấy những cái năng lượng trẻ của mấy bạn, mình thấy được cái sự nhiệt huyết trong cái đam mê này, thì là mình chúc các bạn là sẽ giành được cái chiến thắng mà bản thân mình mong muốn. Thân chào tất cả quý khán giả đang theo dõi Rap Việt mùa 2 và hãy nhớ đón xem nha, vì năm nay rất là bốc lửa. Khi thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen, dáng người thon thả thuộc về được cái đòn đá. Em vui đi vài phố có tờ giấy khen, bao lời ông vẫn có tật em trả thèm. Những kẻ theo đuổi thì còn quá kém, suy nghĩ đen tối chỉ bằng giá dèm, là xác nhận người đó đời đó quá đen.